Đây bên đây không nghĩ kỹ không ta? Chào cả nhà. Thì cả nhà ơi, bữa nay mình đi săn bắn nhưng mà có một cái là bữa nay mình chế được cái này nữa nè. À. Cái này nữa để cho chú Sang ăn sao? Chế là món nó dễ hơn anh ơi. Được phải không? Hôm gài bị gắn mối đi quá phải không? Mình chơi này phải không? Mình xin chào quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn. Rồi chiều hôm qua cho tới hồi sáng nay thì mưa liên tục luôn. Giấc này mới có tạnh nè. Giờ mình đi ra theo mấy cây gáo ở ngoài ruộng đây. Thì có mưa quá đó, chuột nó lên cây hay gắn mối gì đó nó lên cây hay ớt nữa. Bữa nay mình cũng không có làm được cái cây cái đồ nghề để đi săn à. Không biết bữa nay trúng hay thắt. Mưa quá không có rủ bác ba với bác hai Phi. Dừng. Mưa mà còn ngủ hai con đảo còn tối đi cúng à. Phải mưa là nó chừng sợ mưa lạnh á. À giấc này hết rồi, không biết chút nữa thì sao. Vườn mít này trái dữ lắm luôn, không biết nước lên nó có ngập không. Cái đó chắc cũng còn cỡ 4 tắc nữa mới có ngập quá. 4 tắc mà không rút thì đỡ, còn không rút là lên nữa là rung mình. Rút đang rút. Đỡ nhất là sợ ba cái sóng á, dạo quá. Cái vườn này nè, mình trở lại cái vườn cũ này coi. Giờ mà coi mấy cái bụi lùm đó. Giờ mưa này là nó núp vô mấy cái lùm cây. Giờ trước tiên mình làm, bữa nay mình đi săn làm lính đặc công rồi đó nha. Trước tiên mình phải ngụy trang. Coi phim hoài cũng nghiện hết chứ. Làm cho nó giống lính đặc công mới được sao. Thấy người ta cũng chay xịn đồ đó, chét người ta nó mình làm thử. Còn thử chứ làm sao. Quá trang đồ coi. Quá trang cái nhà. À. Người chét bên đây nữa hay gì vậy? Chét hai bên anh con ơi, chứ đâu phải một bên. Ờ vậy đó mới đúng rồi đó. Ta hết cái mặt đi ông ơi. Đó vậy đó. Giống như vậy. Giống Trung Hiên chưa? Ờ. Cái ống phim mới được nha. Tới rồi. Có đó mình chuột đó. Mình được con ếch. Này
vô mấy cục rau muống này chắc có lý quá dùng Út, nó ngồi mấy cục rau muống liên điện muốn đậu là cả nội ba này cũng có. Chỗ cát hạt 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 một con ếch có túi liền. Con gì? Hai ba con hả? Không quá không. Chờ lính đặt cầm gò chuối mình, cái gò này mình chưa có lấy tên nữa. Chơi đến đặt công sướng 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 sướng. Mấy cái gò này mình chưa có đi nè con. Gò này hổng mình không có đi. Tính phóng vô cái hàng thật. Vô mới lên đây rồi. Đâu chục lên. Người đập đập bên mạnh mạnh bên đó coi chú sang. Thôi cho chạy lên cũng được nữa. Đó. Đó
Trời ơi, tao xui quá. Cây cung sang bây giờ. Hên. Một con. Bỏ cái gầm luôn. Quầy chuối đó chắc có chuột đó dẫn nút coi. Không có rồi, con rồi. Một con dẫn nút. Con ngu. Ủa, bỏ đây hay luôn hay dẫn nút. Bỏ đây đi. Chuột mà bỏ bên kia. Nào. Lắng 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 có gì đâu, có bọng không, có bọng là coi đó, hai ba người mới được cút lên là tiếp con sang đi. Nước chừng nó ở bên đó đó. Nó ngoài khơi nữa không? Người đó này đó. Bác nào 3-4 con. Rồi, rồi cái lùm này lùm nè. Lùm đó đi. Đó, không hết rồi. Không hết, phải đi trước đi. Ok. Đó, lặng hết sang, có chừng vô bờ lắm sang. Đó, nó nổi đuôi rồi. Chụp ngay cái mỏ nó anh sang. Đó. Con nó không dính nữa, còn anh sang luôn anh sang. Sang. Mình gần mấy cái đó đâu em không? Có ớt á. Hay quá. Chụp đầu quá anh. Nọt nón ra. Đưa vô cái nát. Sang làm thấy hồi hộp quá. Thải quanh đây nè, cho Dũng Út bắt. Thải quanh đây nè, anh láng nè. Ở đây. Bắt đây, bóp lại. Chắc đậu em. Cắn hả? Còn chút nữa cái nón đó hơi chuột luôn. Lấy cái chẻ đưa cái chẻ. Dính rồi. Dính rồi bên đây. Dọn cái bụng. Em lại dán chuột này nè. Bắt chuột này cái hả? Chuột này nằm đã lắm. Tôi mà ông kêu tôi lại đó thì cái máy nó ai người đứng của máy nó gớt xong. Còn bên đây cái bọng đó nè Út ơi. Qua đây coi.
coi cái gáo này coi có chuột trên không, thấy có cái bọng bên đây nữa đâu. Sao quên sáng đi quên lấy cái chĩa một, chĩa một ở trên nhà cũng vừa tốt lắm sao chạy á. Hả? Không qua hả? Cho nó ra mà trống này. Ờ đó đây cho nó có gì nó lặn. Mượn cái chĩa, mượn chĩa Minh ơi. Con nữa. Giữ không? Không phải một con đâu. Không phải một con hả? Khoan, buông cái chứ xuồng ra đi, tôi xác bên đây coi cái coi. Thấy nó không được không? Hai con. Con nhỏ. Đâu rồi? Xíu à, con nói xíu. Ừ, kì vậy? Con đó. Ừ, con nữa. Con để con. Coi chảnh còn con nào nữa không Út ơi. Mấy nhìn gáo ngoài này nè. Chục bự lắm hả? Ừ. Coi trời chậm này nè, đập nó một cái coi, đập một cái coi. Kiếm hang nữa coi. Chưa thấy chuột. Không cái nữa rồi. Đây cái ổ này có. Chân bà trên đâu chưa gớt xuống á, chuột cây nữa Minh ơi. Vậy hả? Chưa gớt nhảy đâu ơi. Coi kỹ coi. Thấy không? Cái lá. Chứ gì, hai cái vậy là nó nhảy. Cái cây ổ này coi chừng có nè. Cái chỗ ấy nè. Cái chỗ chùm gỡ đâu. Có hồi xưa đó thì nhỏ đó ưa phái mấy trái chín chùm gửi trồ của trái nó bằng chiếc đũa mình không ăn, ăn ngọt ngọt. Ổ bên bụi rách bên không? Kìa kìa, ổ bụi rách đó kìa. Ủa
Ủa bộ rách đó mình không biết có thấy không hả? Rồi vậy không có hả? Mấy ngỡ trời không có, nãy giờ đâm được mấy con không biết. Mình là bắn gạo thôi. Đây giờ được mấy con. Coi cái bụi cà na đó coi có không Út coi. Trước mặt á. Đấy. Chưa con chưa coi hả? Vậy là có. Khoan. Có ổ chuột đây nè. Thật đây không sao. Chuột này nè. Thế nào nó cũng khoan bắn chuột này nè, quá trời chuột bự rồi. Đây nè trên nằm trên nè. Ồ chuột nằm không đã quá trời đã đó. Kìa nằm trời ơi đã không đó thấy không đó ngay trên đợt đó chuột bự dữ. Giống công nhâm dưới cha không cơm mình cơm cả đó con cháu gặp thấy cả con này mà bắn lại mới đem vỏ vô bắn mà xảy một cái tiếc dữ lắm rồi nghe bắn ngay đầu nó mới được. Lắm lấy chống tới ừ đúng lắm lớn này nè à, mình bước lên vỏ nè nè trời mỗi lần cha đi bấm chuột bằng vớt ngay kiếm giá đó không bắn chứ bắn á. Mấy bụi này tốt. Thấy mấy bụi này lùm nó ưa vô trống. Tức không có con nào bự chứ. Nó rơi vô ốc không. Anh ra đây anh cắn bánh chành. Anh chành cái mấy cỏ ở trên. Bác ba lên đường đang xuống mình kinh hội gì đó nãy giờ cũng bận hả chú Sa?
Thế luôn hả? Đây bên đây không ta? Bên đây con dòm con gắn lãi gắn gì nữa nè, hay là gắn lục? Gắn lục. Gắn lãi bự với ghê tận. Nó gặp có kẹp chết à. Ui. Thôi cái lùm này. Chuột kìa Út ơi. Chuột chà bá kìa Út ơi. Trên á. Gặp gắn lãi lần chỉ này là nghi không ăn được. Giận thế. Giận không? Không. Sao quá vẫn không được không? Đây. Đây là được không? Dạ được. Nói ra chú Chanh cho nó gớt xuồng coi chơi. Tới mà trèo lên ấy giỏ tới mà. Đây nè, tới bảo đảm tới trèo giỏ tới. Đó. Ngay chân cái đọt xào luôn. Ừ. Đó, trên đó luôn, ngay luôn đó. Kiếm cái cây con cặp cây xào lại con đứng nó có cái thế. Con hổ chuột này không nhỏ hơn chuột nãy đâu nè. Bự lắm. Đậu một chân cây luôn trời. Dính rồi. Dính rồi. Nhảy rồi. Bỏ đi con. Vậy là con chạy. Rồi chẻ hai cái nhánh gáo luôn. Lấy cầm đi đó con chị. Cầm giật chưa chạy. Vậy là con cho con chạy quanh kia nữa rồi. Vì nó thùm lùm nó khó thấy lắm cả nhà. Chạy qua bên kia rồi. Thử Dương Út gặp chị con lụm luôn. Dương Út lậu qua bên kia. Bên đây mình dính con. Ây da. Ủa con này thấy gì mà học bự quá. Nhìn là con bự chạy sao. Ồ, nó lụm nằm thấy ghét hả. Ừ. Bắt đầu luôn á. Nó chạy qua nó cái sạc á, coi nó chìm qua bên cái ghé nhỏ không. Nè, con động rồi nha. Coi chừng qua cái cà na. Na đằng này nè.
Na này nè Út ơi, qua nhánh cà na này được coi. Chứ nó không đá là cũng không thấy chuột ha. Trời ơi, thấy rồi, thấy rồi. Lắm. Đâu có thấy cái thùng không? Để dưới đi cho nó gãy. Chịu nha. Rồi. Ôi trời, cả nhà uống. Nhiêu vậy? Bộng bộng rồi đó, hai giờ cây này. Hai chú hả? Hai chú. Trời ơi, bữa nay chuột con nào nó ghê vậy? Đập bánh nó chuyền qua đây. Bên cái nhánh đó đó nó chuyền, nó chuyền cái cho thấy trên đó kìa ngồi. Thả học. Đó nó ngồi trên đó. Đó. Kìa, cái đuôi. Dạ. Đó. Thấy không? Trời ơi, con này cũng bự dữ lắm dữ lắm. Đây nè, lên cây bà, lên cây còng nè, lên cây cà ná nè. Hai con chà bá luôn. Một chỗ một rồi làm sao? Kéo. Bà đứng xuống đất để còn kéo cái vỏ. Hai con chà bá. Con nằm im đó hả? Nghe là Dưỡng Út dặn đó nha. Ờ bắn ngay trứng giái đi. Còn con rồi nó muốn nhảy đâu cũng nhảy. Còn nhảy nằm im đó đi con. Có 3 con luôn bà ơi. 3 hả? 3 con luôn rồi. 3 luôn rồi. Chú Sang bỏ cây sào đó luôn đi. Đó. Bắn con nào dễ bắn nhất đi. Con nào bự bắn trước. Con nào. Qua hướng bên đó nó có Dưỡng Út. Qua hướng chú Sang bỏ xuống qua hướng đó luôn. Đây nè con. Con bước bên cà đa này là con mắng này chắc lội nè. Đây nè, bước lên cái cà ná nè, cái trắng rồi. Trang 4 hả? À. Được không? Được không? Không không? Đó. Không, thấy tình hình nó xa quá. Không được, tao Minh ơi, qua cái trắng cà ba này nè. Lụm con nào con đi, lỡ mình ăn con. Chú Sang chứ giờ mà dưới nước á, đừng dòm trên. Không biết đường nó nhảy đâu. Trèo lên cái gáo đó được không? Giờ vừa lúc ông lại cái đít vỏ đi cho nó bắt cái lấy vậy. Để chú. Rồi. Đâu hai con rồi coi. Hả? Có hai con à. Có ba con mà thấy con chuột này nó bự không? Mà tu. Giấy nữa. Ở ổ bên kia luôn. Nhóm ngay đầu nó đi cho chắc ăn. Ừ. Ừ. Súng gì đâu mà cò bọng gì đó nó không nhảy trên rồi. Lắm. Con kia đâu? À. Con kia chưa thấy nhảy đó. Kệ ngồi im gu đó kìa. Gọi rút xuống lượm con khác. Có cùng. Kệ nó bò xuống tới đây nè, vừa có thấy bự không? Nè. Chưa thấy. Chú nhận thấy không? Đại đi từ đây bắt con kia đi. Ê, rồi, thấy rồi. Đây nè, nó gồ quanh đây nè, Thấy rồi, kệ đây, lát nó vô ổ à. Rồi, qua nhánh đó. Lưỡi vô gáo là dính luôn rồi. Đậm quá khứ. Ôi giời, thấy một thành hai. Tôi đi siêu tầm con kia. Cho Dũng Út đi thay siêu tầm con kia. Một cành hai. Tía con.
bên đây nè, bên cái mép bên đây nè, chạy qua đó hả? Chạy qua đó là vớt được rồi đó. Đẩy chiếc xuồng qua đằng kia, đằng kia, đằng kia mới được qua được. Qua bển đuổi lên đây nữa. Lên đọt, lên đọt, lên xuống. Thấy không? Coi chừng nó ở trong đó hai con nha Dương Út. Show ra kiếm con nữa coi. Vậy mới chịu á chứ. Tẩu thoát à con, tẩu thoát bự không đó. Ừ. Kéo ra luôn chú xem. Mỗi ông ấy giống hệt ông người dẻo quá à. Ừ đó đó. Ồ, động này coi chú sang hai cái này coi. Cái ổ này, hai cái ổ này coi nghi quá. Hai bạc cái. Trong mối này mình. Đó kìa. Đó kìa. Cái mã được. Ừ. Cây bên kia. Dính. Chưa sao mà con rút ra nó nhẹ hiều vậy, đâu có đánh đổi. Mở bọc ra.
mở bọc ra chú ba. Lội chuột này Minh ơi dựng út đó khùn ghê ha. Nói quên sao không thấy vậy ta? Rồi lên trên này nè bắn được nè con. Lúc trên luôn. Đó, lên trên nhánh đó luôn. Kéo lên cái nhánh kia bên đó luôn. Muốn bay à. Còn mà. 1 2 3. Rồi. Nó bay vô cái đó. Cái chị. Ôi! Út ơi. Xa tầm tay. Đâu qua đó luôn đi. Đứng. Đây nè. Đây nè. Ủa, dừng ngốc mới đưa trứng gái mà, con này con cái mà. Chơi cháo. Không mỏng đâu. Cây số nó cũng được theo không? Dữ lắm con không? Quá xa. Đúng lứa không á. Nó lặn lứa quê thao. Úp lại cái trên cũng như bon. Mỗi lần biết chơi, chú biết chơi cái gì không? Cái gỗ mà xúc cua á. Đâu có, gỗ xúc cua nó cũng ấy mà, dễ gì. Trên cái chui đầu xuống là nó biết rồi. Ừ. Sao giờ mình chống cái vỏ cũng về tới cái trại của ba vợ rồi. Bữa nay bác ba không có lên được. Bác ba sáng đi đám mà, đám giỗ. Chuột mình màng xong rồi cũng được nhiều. Được nhiều rồi nha. Chuột nhà chuột bự. Cái đó là tính mới có chuột à. Rồi bên kia còn à, bên kia mình gắn mối với ếch mình nướng. Rồi sắp thì bay lên ăn sáng luôn. Nóng chú Sang, không đổ. Kệ bên cái mít kìa chú Sang. Đó trước mặt. Nhẹ tay anh ha. Thấy giăng đồ thập cẩm luôn á. Mưa, sáng giờ mưa. Thôi. Nước quá nước luôn. Nước mình đi á Sang rồi. Không có bác ba, cũng có bác sáu cả nhà ơi.
sớm rồi đi dài rồi mình vô luôn. Bác Sáu hỏi có rượu chưa, bác Sáu cũng ghé mua hai chai rượu. Không nhận chuột cái này trên cây sao chuột bự không? Bự không mở. Như cái này nó hết mồi hay nó ngập hết hay gì hả bác á? Ừ, hết rồi, nó rơi bên cây đó. Mà sao nhìn nó cũng trắng phiếu à? Mà nó mập, có một con mọc mãi. Còn bao nhiêu là nó ốm phải không? Ừ, nó ốm giống anh Sang không? Cha đang làm nhà. Ốm không có thịt gì anh, đúng không? Vị ca, vị vẫn nói với ếch mình nướng à. Bài mùi thơm. Hên là nhờ mưa giấc sáng, chiều không mưa. Cỡ này là vườn của ba là trực chiến ở ngoài đây luôn. Ba trực chiến ngoài đây đang mình canh rút nước. Không có đi đâu được. Nó chỉ gính ra muốn không không dính chuột. Đâu mà không lấy mà nó chạy. Chạy với dầu, chạy với dầu kìa. Nó nằm dưới sông không bác ơi. Nó dầu kim cái ống này vô đó hả? Nó cái cột bưng được cơm qua xuống xe. Cái này chạy đỡ. Nó chạy chạy cả chúng đó. Không. Nó có cái ống đi xuống nó có cái cục xanh vàng vàng đó. Ừ, mấy cây mà hút xà lan, hút chẹt rồi đó qua. Hút nước thôi, chẹt đó. Cái này nó xem bằng bình. Rồi, dễ nữa, dùng Út ơi. Cửa nào cũng hay dễ dùng hết trơn. Đây, đây, đây. Dạ, rồi nè, đây, đây thì đẩy vô đây. Rồi. Ok, nào đây, cho dùng hơn hết. Ừ, rất tiêu mà cũng ngon. Cũng lâu. Để tôi rắc tiêu chưa? Để cho lấy cái này cho mày nè. Ừ. À, chuột mà không có tiêu rồi là làm sao mà ăn? Thơm mút. Sao mà nó nói là thơm mùi chuối? Không, chuột này thơm mùi gáo với mùi cà na. Bữa nay gáo với cà na không hả bác ơi? Vậy hả? Có bữa đó chuột xâm chả xả với chuối với dừa. Nó đủ rồi đi chuột. Đó. Chuột. Đây. Chín rồi chưa con? Chín chưa? Chín rồi. Hầm cho nóng chút xíu. Rồi, vậy là mình dọn ra được rồi. Bữa nay có bác Ba với anh Sáu có mời với lợi chỗ anh Xui thì bữa nay mình đi săn bắt là được chuột ếch rồi thêm gắn mối nữa thì chuột thì mình xào quả muống còn ếch chứ gắn mối thì mình nướng vậy mời cả nhà cùng dùng vậy là dùng bác Ba ơi có ếch ếch này ếch nằm chứ không có ngồi ăn dạ ếch phật á thiếu anh cái anh bóng đây là gì nè. Đi nãy là nãy nắng còn mà chén luôn sao đi chén luôn đó chén luôn làm vài ly mình về cả nha cấp mồi vô đi bắt ai rồi vô mồi luôn bắt ai gì dùng mấy bắt đây à, sớm vào thấy vậy chứ trống cũng mấy cây số đổi đổi hả là chống dữ lắm chống sao à chống cái vỏ ở đâu chơi chống lại đây dạ mình đi bắt lúc ở dưới kia luôn á đi xuống là chắc còn cả chừng đâu 400-500 thước nữa là tới đầu kênh dưới rồi tới cái chết đi cho mình đó bị nhúng luôn rồi tới quần gáo bị nhúng luôn đó mồi ớt vậy là gạo muống này nó cũng teo dữ lắm luôn nãy để vô cũng nhiều dữ lắm luôn không nói gì là vừa có nó xẹp con gắn mối này thì nó bự hơn còn con nung là ở trên Ninh đó
nó y gan như gan mối vậy nè, mà dạ. Nó có bề lớn bề lớn con, à, con ừ. Gọi là cái con gì con quên ở cái đầu Bến Tre nó nhiều dữ lắm đó một con. Hang như vậy là 30-40 con 40-50 con. Ủa? Dữ vô dữ ở gì bác bán ừ. Dữ vậy con ừ con kêu là cái, con cái con dông 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 bự lắm không có con nung bê lớn vậy à. Ăn gì có mối không? Ăn gì có mối luôn. Béo hơn, nó thơm hơn nữa. Thẩm miền ngoài nó lại vậy đó anh ơi. Con dâm nó bự lắm. Thôi, vô bác khác. Vô bác ba. Mà đáng lẽ chuột mùa nước này nó ít mồi nó ốm, mà con gắn mối nó mới phải, mà ngược lại gắn mối lại mập. Không, gắn mối mùa nước là con biết nó ăn mùa hồng dữ dằn. Có nước có mùa hồng nhiều hơn sao? Mùa hồng với con này kia. Nó là nó ăn mấy con đó là không mùa cào cho cháu rồi đó, quất láng thật sao rồi con gì mà chưa chú nuôi một lần chú nói đó con gì đó mà khỏi cho ăn mà nó cũng muốn ốm ốm mập mập đó. Chú sẽ ăn gấp cho ông ba con gắn mối chứ không không dạ được rồi được rồi cái đó là con gì làm con đi ông ba bắt ba ông ba làm con để ông ba để cái con là cái con rắn là mà máy gầm á không khi nào mà mập luôn nước chân sống hết trơn dạ nó chỉ nó lòi chân sống thôi mà lại lấy cái cây gì mà mềm quết ngang là dở lên thì nó dính theo đó chú nghĩ đó ừ dính đó nó mới cắn mình. Nó cứng nó vừa bén mà vừa cứng nữa phải không? Ừ, đúng rồi. Con hành nó mập mà. Còn rắn hổ hành nó đâu có loại vậy. Cái con rắn đó thì con nghe nói vậy nè, mình là đập bằng cái tròn, đừng đập cái vuông. Cái vuông sợ nó mắc. Không, cái cây nào mà nó mềm đó là hơi mềm mềm ơi. Là dính rồi. Là xuống vậy là giờ rớt trên đầu mình. Nó dính theo á bị vừa xương nó mắc kẹt vô trong đó đó. Rồi nó rớt ngay chúng mình. Nó là mấy gặm. Cái dẹt. Cái xương đó ừ. Nó lòi lên xương sống nó lòi lên vậy nè quýnh anh chị mà rớt chân bệnh mà đập cho là nó chỉ về nè là đập đạn án gắn đó nó có thêm cái tên là gắn ba bước dạ ba bước là sao cái nọc độc của nó đó mình đi á không nậu ba bước rồi là té xuống rồi hiểu rồi nó cắn vô rồi dạ gắn mấy gầm cắn nằm mà tại chỗ đó. Nó có nhiều gì vậy cũng nhiều tên quá không ba? Ừ. Dùng vô này nó kêu gắn cặp nông. Cặp nông cặp nía. Nông cặp nía. Vô. Cặp ẵng lông tu chú Sen ơi. Sao cái chén. Mà nó cũng hiền lắm không ba? Bằng ngày là nó hiền khô rồi nó. Bằng ngày là mình nó thấy nó gục ghè nó êm ru rồi bác sáp. Nó dạ bằng đêm nó lạnh lắm. Bằng ngày bằng đêm gì nó cũng vậy mà nó chạy lẹ mà nhưng mà nó không ít cắn ai lắm mà cắn là rồi nó cắn người ta đó nó giơ cái đầu lên nó mẫu con mà nó phải nó mới gượt con đó không có phải gì gắn hổ nó không có phùng mang con đó nó không có phùng mang bác sáu hỏi con phùng mang gì mà nói vậy cái con đó nó cái thiền anh khi mà người ta đào hang á là cái đầu nó cút vô nó không có phải mà nó mẫu gì nó hiền dữ lắm nó hiền dữ dằn luôn mà bằng đêm á là tại là cái nó độc quá cao phải vô chạy à đúng rồi khoa khoát cái lỗ vết cũng ý nghĩa ha dạ thì sớm giờ mình vừa đi săn rồi dài rồi làm món ăn nữa video cũng dài rồi cho mình xin phép kết thúc ở đây mình hẹn lại video ngày hôm sau cùng cha con của mình nhìn cháu rồi đi tiếp tục trải nghiệm săn bắt cái mùa nước nổi nữa nha giờ mình chào cả nhà, hẹn cả nhà ngày mai á. Chào cả nhà luôn nha.